Dù hai bạn mới yêu nhau hay lần đầu gặp gỡ thì việc xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt nàng lúc nào cũng thật cần thiết để tạo ấn tượng tốt trong buổi hẹn hò lãng mạn. Đừng bỏ qua những đôi giày tây cao cấp vì chúng chính là trợ thủ cho vẻ ngoài lịch lãm của phái mạnh. Nhưng nếu bạn chưa biết chọn đôi giày tây nào cho những ngày hẹn hò thì hãy theo dõi video này. Đầu tiên chính là mẫu giày Mugatti Tassilet Loafer. Chất liệu da nhập khẩu, độ bền cao, thiết kế đai chuông tạo nên điểm nhấn độc đáo. Phần đế phết mang đến trải nghiệm êm ái và dễ chịu khi mang lên chân cho quý ông dễ dàng lựa chọn. Tiếp theo là đôi Mugatti Mocktail Derby. Từng đường nét thiết kế đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tôn lên khí chất của những quý ông quyền lực nhất, khẳng định gu thẩm mỹ của chính mình. Để tôn lên vẻ ngoài chỉnh chu và lịch lãm, có thể kết hợp giày với quần Âu hoặc quần Tây công sở thanh lịch. Và cuối cùng là Mugatti Zip Boots. Giày được làm với chất liệu da cao cấp, mềm mại, có độ bền cao và dễ vệ sinh. Đế giày là đế fit tạo cảm giác êm ái khi đi lên chân. Chúng ta có thể phối áo sơ mi, quần jean với giày boot tạo thành một diện mạo lôi cuốn và lịch lãm. Cũng có thể phối với áo măng tô để chúng ta có một set đồ tổng thể trông thanh lịch hơn. Hy vọng những gợi ý trên đây có thể giúp bạn tạo được điểm nhấn ấn tượng trong những buổi hẹn hò cùng với nàng. Và cũng đừng quên làm phong phú thêm tủ giày của mình bằng những đôi giày chất lượng của Mugatti. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại showroom hoặc đặt hàng online tại đây.